Huấn luyện viên Dortmund nhận xét bất ngờ về đội tuyển Việt Nam sau trận thua ngược ở Mỹ Đình. Trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam mới đây đã làm nên điều không tưởng khi giành chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ Borussia Dortmund. Hai cầu thủ đã ghi bàn cho đội bóng áo đỏ là Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải. Phát biểu sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên Edin Terzic cho biết: "Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có dịp trở lại đây. Hôm nay chúng tôi có quá nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình. Thực sự thì tôi có phần tiếc nuối khi không thể toàn thắng 3 trận trong chuyến du đấu lần này. Lý do là bởi tôi cũng cần phải bảo vệ một số cầu thủ trong hành trình di chuyển và thi đấu dày đặc thế này. Tuy vậy, trước đó tôi cũng nói với cầu thủ rằng trận đấu với đội tuyển Việt Nam sẽ khó khăn hơn nhiều so với các đội của Singapore và Malaysia. Các cầu thủ phải di chuyển liên tục, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Trong một trận đấu cởi mở thế này, Dortmund không thể kiểm soát trận đấu, nhất là sau bàn gỡ một đều." Khi được hỏi về sự cố cuối trận trên sân Mỹ Đình, ông Terzic cho biết: "Thực ra không chỉ cá nhân tôi mà cả người hâm mộ chắc chắn cũng bất ngờ với sự cố như thế này. Trước đây, tôi cũng từng chứng kiến một sự cố ở Madrid và người ta phải mất gần 7 phút để sửa chữa. Dù sao chuyến đi Việt Nam này cũng nhiều kỷ niệm với tôi." Bên cạnh đó, huấn luyện viên Dortmund cũng có câu đùa vui khi biết các câu lạc bộ châu Âu đến Việt Nam thi đấu đều có được danh hiệu sau đó. "Nếu như đó là thật, mùa nào tôi cũng sẽ đến Việt Nam. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé."